Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mua bán xe cũ lại tiếp tục mang đến cho anh chị và các bạn những cái siêu phẩm gầm cao 7 chỗ bền lành, vận hành việt dã. Rất là tuyệt vời cho những anh chị và các bạn cần một chiếc xe di chuyển đường trường hay là các cung đường địa hình. Chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXN sản xuất năm 2017 sẽ có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen. Lăn bánh quãng đường là 68.000 km rồi. Với chiếc xe sản xuất năm 2017 thì đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Số tiền anh chị và các bạn cần thanh toán trước để có thể nhận xe như là khoảng tầm 450 triệu. Để nắm rõ hơn thông tin cụ thể về chiếc xe này thì anh chị và các bạn hãy trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cũng như các hỗ trợ tư vấn cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ. Toyota Land Cruiser Prado TXN 2017 lăn bánh quãng đường là 6,8 vạn km. Cam kết cho anh chị và các bạn không ngập nước, không đâm đụng. Hỗ trợ sang tên, vay vốn ngân hàng. Bao test hãng, gara theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Đảm bảo anh chị và các bạn có thể nắm rõ thông tin hơn, hãy qua trực tiếp showroom để mình có thể trải nghiệm thực tế anh chị nhé. Đây là cái không gian khoang chứa đồ của chiếc xe, mình có thể mở chân kính hoặc là kéo ngang. Các đường led về ốc arc hay là những phần thanh răng của chiếc xe em đều quay để anh chị và các bạn có thể là xem được cái những cái mấu nối đó nó có bị sửa chữa, bảo dưỡng hay là bị đâm va để tháo ra để sửa chữa hay không. Thì em đều quay rõ hết để đảm bảo cho anh chị và các bạn thông tin khách quan, chính xác nhất. Và với những video em quay cho anh chị và các bạn thì em luôn quay một lèo, chứ không hề có cắt ghép gì cả anh chị nhé. Các bác có thể nhìn qua clip thì mình có thể cảm nhận được là chất lượng của chiếc xe nó đẹp như thế nào rồi. Và những cái đường led tổng quan của chiếc xe, một cái không gian ngồi rộng rãi, 7 người ngồi với đầy đủ những tiện ích, tính năng an toàn mang lại cho người dùng. Với dòng nhà Toyota thì nó sẽ có chỉ thiên về cái khả năng vận hành cũng như là bộ độ bền, độ lành của chiếc xe được đánh giá cao. So với các đối thủ trong cùng phân khúc thì cái mức giá của chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado nó sẽ có cái mức giá, nó sẽ được giữ giá hơn. Đây là những cái phần chi tiết tổng quan về phần cánh cửa, với những cái chi tiết về keo chỉ hay là những phần khóa trẻ em, phím chức năng lên xuống kính một chạm, hệ thống loa được tích hợp trên 4 cánh cửa, những phần bọc lỉ và những phần tay mở cửa mạ chôm to bản. Rồi là cái không gian ngồi bên trong với một cái không gian rộng rãi thoải mái cho 3 người ngồi ở hàng ghế thứ hai, tựa đầu, dây đai an toàn hay là cửa gió điều hòa trên nóc trần. Chính giữa hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như là hệ thống phím điều chỉnh chức năng nhiệt độ điều hòa, các chức năng cơ bản để anh chị và các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho các hàng ghế nó sẽ nhanh mát nhất. Và đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái của chiếc xe. Cánh cửa thì nó chỉ có những cái phím cơ bản, lên xuống kính một chạm tất cả các hàng ghế này, lên rồi chỉnh khóa kính này, khóa cửa này. Bên trong đây thì là với những phần con ốc bản lề, cột kèo hay là những hệ thống chỉnh gương thì nó lại làm cạnh vô lăng. Với hệ thống vô lăng của chiếc xe thì sử dụng vô lăng 4 chấu tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và km tốc độ của chiếc xe ở trên chiếc xe này. Màn hình giải trí này, với những các phím bấm chức năng của chiếc xe thì vẫn còn rất là rõ nét. Màn hình zin nguyên bản theo xe, điều hòa tự động, rồi là các chế độ gài cầu, cầu nhanh, cầu chậm, cần số thì dạng zig zag. Hộp để đồ cũng như là hộp lạnh được trang bị đầy đủ, giúp cho anh chị và các bạn di chuyển những ngày hè sẽ không bị oi bức, mình có thể có những chai nước mát. Đây là những cái phần cột kèo của chiếc xe, cũng như là thông số về tem mác của chiếc xe, là xuất xứ, sản xuất của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn nhận được cái thông tin em giới thiệu là chính xác. Thảm trải sàn, dán kính, bác chủ đã nâng cấp đầy đủ hết rồi. Các bác mua về sẽ không phải nâng cấp thêm gì nữa. Đấy, các bác có thể thấy, tính năng của chiếc xe không phải nói gì, chứ cái dòng xe Toyota thì tính năng nó cũng, những cái đời cũ này thì nó sẽ có những cái tính năng rất là nghèo làn. Nhưng mà cái độ bền, độ lành của chiếc xe thì hiếm có chiếc xe nào sánh được. Đây là những cái phần máy móc của chiếc xe thì anh chị có thể cảm nhận qua.
Rất nhiều bác đã trải nghiệm dòng nhiều dòng xe nhưng vẫn luôn luôn chọn cái dòng xe Toyota luôn là hàng đầu sự lựa chọn về cái vận hành cũng như là trải nghiệm. Thì anh chị và các bạn nào đã trải nghiệm rồi thì mình có thể là comment xuống bên dưới để cho mọi người cùng cảm nhận rõ về chiếc xe. Với mức giá cho chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2017 là 1.495.000.000, giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Cửa hàng còn rất nhiều các mẫu khác.